Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả công tác hội và các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ đó, đời sống của các hội viên nông dân từng bước được cải thiện, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo ở địa phương. Cách đây 7 năm, ông Bùi Văn Quyền ở thôn Làng Tung, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy, mạnh dạn chuyển đổi 20 hectare cây cao su sang trồng cây sầu riêng. Mặc dù thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của gia đình, cùng sự quan tâm hỗ trợ của hội nông dân các cấp, mô hình trồng cây sầu riêng của ông ngày càng phát triển ổn định. Vụ vừa qua, gia đình ông thu về hơn 300 tấn sầu riêng. Với giá thu mua tại vườn 74.000 đồng 1 kg, doanh thu đạt hơn 20 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của mình, ông Quyền được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu chọn là nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2022. Khi mình làm thì nói về các kỹ thuật thì mình cũng chưa nắm được, không nắm được. Nên là trong cái sự tính toán và đầu tư mình cũng tính chưa có hết. Kể cả những cái hệ thống nước tưới thôi, mình làm nó cũng không đúng. Thế nên sau này là ta cứ sửa miết. Thì gia đình là vừa làm rồi vừa học hỏi anh em bạn bè rồi chia sẻ các cái nhà vườn ở khắp nơi. Thế thì rồi cộng với cái thời gian là ta bỏ thời gian đi tham quan để về mình áp dụng thì cái kỹ thuật của họ rồi mình áp dụng theo cái vườn của mình để mình sửa đổi, để mình hoàn thiện cái vườn cây như ngày hôm nay ấy. Những năm qua, nhờ công tác tuyên truyền vận động của các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh, ngày càng có nhiều hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi các mô hình cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế mới, thích ứng với nhu cầu của thị trường. Tiêu biểu như anh A Thi ở thôn Con Tu Dốc 2, xã Pô Cô, huyện Đắc Tô. Với đức tính cần cù ham học hỏi, anh không ngừng tìm tòi chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, với 14 hectare trồng cây cao su và cà phê, trừ chi phí, trung bình mỗi năm anh thu về hơn 500 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, hiện anh đang trồng thêm cây mắc ca và cây sầu riêng để nâng cao thu nhập. Cây mắc ca đấy, với lại sầu riêng, tôi thấy là bạc mấy bột rút là may ăn nó trồng rút rồi, nó phát triển rất là cao. Nhưng mà gia đình tôi là năm nay là phấn đấu trồng xen cây mắc ca với lại sầu riêng. Cũng có lên trên quán đào rồi là coi thu cây mắt ca của ông kia là nó thấy là nó thu nhập rất là cao, nhưng mà gia đình tôi phải trồng theo. Để giúp hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình, thời gian qua các cấp hội nông dân tỉnh Kon Tum tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn, mở các lớp tập huấn dạy nghề, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 20.000 hộ nông dân vay, với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã có trên 10.000 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và nhiều hội viên được Trung ương Hội bình xét danh hiệu Nông dân xuất sắc toàn quốc. Để giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất thì Hội Nông dân còn quan tâm hỗ trợ vốn cho nông dân thì thông qua các nguồn vốn đã tạo điều kiện cho hàng nghìn nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để góp phần giảm thiểu tình trạng vay tín dụng đen. Thì ngoài ra cái công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào sản xuất cho nông dân thì cũng được các hội quan tâm chú trọng. Rồi việc phát triển kinh tế tập thể cũng đã các cấp hội đã phối hợp hướng dẫn vận động nông dân tham gia. Với sự quan tâm hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp cùng với tinh thần tự lực sáng tạo vượt khó vươn lên của người dân, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của nông dân tỉnh Kon Tum đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng. Đó chính là những hạt nhân điển hình tiên tiến đóng góp xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.